Chào mừng toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Hôm nay Trọng Thơ đang có mặt tại xã Minh Long, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Và ngày hôm nay công ty bất động sản Centerland bung ra 10 lô liền kề với diện tích mỗi nền là 5x40, thổ cư 100m mà nằm trên mặt đường bê tông 6m nha cả nhà. Vị trí chúng ta rất là đắc địa, dân cư đã sống xung quanh đông đúc. Và hiện tại cái trục đường mà Trọng Thơ đang di chuyển đây là DT751, chạy thẳng chúng ta sẽ về hướng Tây Ninh và ngược lại chúng ta sẽ về ngã tư Trân Thành. Và ngay vị trí này chúng ta chỉ cách ngã tư Trân Thành 2,8 km thôi nha cả nhà. Và ngay ngã tư Trân Thành thì đã hiện hữu chợ Trân Thành, chợ thị trấn nha cả nhà, chợ đầu mối Trân Thành và ủy ban thị trấn Trân Thành, trường học, trạm y tế Trân Thành đã hội tụ tất tần tật tại ngã tư Trân Thành. Và chúng ta chạy vào 2,8 km là chúng ta đã tới chợ Minh Long rồi. Và từ chợ Minh Long chúng ta di chuyển vào vị trí đất mà Trọng Thơ đang giới thiệu cho toàn thể quý khách đây, chỉ có 300m thôi nha cả nhà. 300m là chúng ta đã tới chợ Minh là tới vị trí đất rồi. Từ chợ chạy vào vị trí đất chỉ có 300m. Với một vị trí cách tỉnh lộ 751 chỉ có 300m, cách chợ Minh Long 300m mà giá hiện tại chỉ có 4,2 triệu trên 1m2. Tiền cho chúng ta đầu tư kinh doanh hoặc mua ở an cư lạc nghiệp đều được nha cả nhà. Và chúng ta đầu tư một cái vị trí mà gần trung tâm như vậy thì chắc chắn sẽ sinh lời gấp đôi gấp ba số tiền chúng ta bỏ ra trong đến 1 đến 2 năm tới. Và trục đường này là trục đường bê tông 6m, chạy thẳng chúng ta sẽ tới cái vị trí đất của Trọng Thơ nha. Đường này thì đường thông nha cả nhà. Với một địa thế bằng phẳng như thế này, nhà dân đã sống đông đúc, gần chợ, gần trường học, gần trung tâm của thị xã Trân Thành. Và mai mốt xã Minh Long sẽ lên là phường Minh Long trong thời gian sắp tới, khi Trân Thành chính thức lên thị xã vào năm 2025. Thì khi chúng ta đang mua là mua đất ở nông thôn, và khi chúng ta bán là đất ở đô thị, thì đây cũng là một trong những yếu tố để sinh lời gấp đôi gấp ba số tiền chúng ta đầu tư. Thì hãy nhanh tay liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại hotline 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất và sinh lợi nhuận trong thời gian sắp tới. Hãy nhanh tay liên hệ cho những anh em bất động sản Centerland và liên hệ trực tiếp cho Trọng Thơ để tư vấn và chốt cọc trong thời gian ngắn nhất. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.